VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Lần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu hai thiết bị chọn và tìm bài hát cực kỳ thông minh. Đó chính là màn hình cảm ứng Kara 22 inch và màn hình cảm ứng Agnos ST226. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu, bởi vì ngày hôm nay VDA sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy tính bảng Ariran Bass 888 cũng rất là thông minh trong việc chọn và tìm bài hát. Và sử dụng thế nào đây? Liệu có dễ dàng giống như hai chiếc màn hình cảm ứng ở trên hay không? Nào, hãy cùng VDA tìm hiểu nhé. Về thiết kế, máy tính bảng Ariran Bass 888 có kích thước là 210mm chiều dài, 80mm chiều rộng và 290mm chiều cao, với trọng lượng là 1,7kg. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm trên tay để sử dụng. Màn hình cảm ứng mặt trước khá rộng 10.1 inch, dễ dàng thao tác, cảm ứng điện dung đa điểm. Mật độ điểm ảnh 1280x80 pixel. Hình ảnh có độ nét cao, màu sắc tươi tắn. Mặt sau có thiết kế đặc biệt với hình chớp 4 mặt. Với thiết kế này thì màn hình có thể đứng góc nghiêng khi đặt trên mặt phẳng, có thể dựng đứng khi sử dụng mà không cần phải có điểm tựa. Bề mặt và các cạnh bên được bọc ngoài một lớp cao su dày dặn và chống va đập rất tốt. Về các tính năng nổi bật, đầu tiên là tốc độ xử lý. Ưu điểm nổi bật của máy tính bảng Ariran Bass 888 là sự kết hợp giữa chip xử lý Qualcomm 4 nhân với xung nhịp 1.2 và hệ điều hành Android 4.4.4. Đây được xem là một bộ đôi phần cứng và phần mềm khá tốt, giúp cho máy tính bảng hoạt động mượt mà và ổn định hơn. Tốc độ xử lý của Ariran Bass 888 khá nhạy. Tuy nhiên, với RAM chỉ có 1GB nên máy vẫn có độ trễ trong việc chuyển ứng dụng và tốc độ xử lý. Thứ hai, các tính năng giải trí cơ bản. Máy tính bảng hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng cơ bản như những dòng máy tính bảng khác, đọc báo, Facebook, Gmail. Ngoài ra, bạn có thể tải thêm những ứng dụng khác thông qua CH Play. Thứ ba, hỗ trợ hát karaoke chuyên nghiệp. Với kết nối 3G hay Wi-Fi ổn định thì việc hát karaoke online diễn ra khá đơn giản. Có hai nguồn nhạc từ YouTube và YouTube hãng. Khối lượng bài hát khủng với nền nhạc MIDI phù hợp với nhiều chất giọng. Trên máy tính bảng tích hợp sẵn nhiều ứng dụng để phục vụ cho nhu cầu hát karaoke như là chức năng tăng giảm âm lượng, chuyển bài, chèn bài khá thuận tiện với người sử dụng. Cuối cùng là về thời gian sử dụng. Máy tính bảng Ariran Bass 888 sử dụng pin dung lượng cao đến 14.000mAh. Người dùng có thể sử dụng liên tục trong 12 tiếng cho một cần sạc, tha hồ sử dụng mà không lo hết pin. Và bây giờ chúng ta có thể đánh giá một vài nét ưu và nhược điểm để có thể thấy máy tính bảng Ariran Bass 888 nó sẽ có như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta nói đến ưu điểm. Với khả năng chống va đập tốt, màn hình hiển thị sắc nét, độ tương phản cao và hình ảnh lại rất đẹp, tốc độ xử lý lại khá tốt, hỗ trợ hát karaoke chuyên nghiệp và cuối cùng là với dung lượng pin cực kỳ khủng. Về nhược điểm thì màn hình dễ bị chạy xước, lưu trữ vân tay. Với RAM 1GB nên có độ trễ khi xử lý nếu chơi các game nặng. Vâng, và với giá khuyến mãi chỉ 4.950.000 đồng cho một chiếc máy tính bảng của chúng ta với đầy đủ tính năng giải trí, văn phòng, đồng thời còn hỗ trợ những dàn karaoke chuyên nghiệp, đây đúng là một món hời cho bạn. Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay các hệ thống của showroom VDA để có thể test thử sản phẩm miễn phí và sở hữu ngay cho mình một sản phẩm vừa ý nhất. Xin chào!